Thưa quý vị và các bạn, thu gom phế liệu bán để mua bảo hiểm y tế hỗ trợ cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thiết thực đã và đang được Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội thực hiện. Và rõ ràng hoạt động này vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, tình làng nghĩa xóm. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình bà Nguyễn Thị Vĩnh tại thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đã được Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã trao tặng tấm thẻ bảo hiểm y tế. Bà đã không giấu nổi sự xúc động. Khi hội phụ nữ của thôn, của xã tặng cho cái bảo hiểm đấy, cô rất là phấn khởi, rất là mừng. Thì từ nay giờ đi là có cái bảo hiểm để khám bệnh và chữa bệnh. Để có những tấm thẻ bảo hiểm y tế trao tặng cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn như vậy, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Văn Bình đã thực hiện hoạt động thu gom phế liệu để gây quỹ an sinh xã hội, được phát động từ tháng 12 năm 2021. Sau khi mà các chi hội tiếp nhận cái phế liệu thì các chị em đã phân loại và đã tổ chức thanh lý. Quá trình thu gom phế liệu gây quỹ an sinh xã hội được Hội Liên Hiệp Phụ Nữ phát động và triển khai trên địa bàn của xã. Và thường thì chúng tôi phát động để các chị em thu gom vào sáng Chủ nhật hàng tháng. Từ hồi Hội Phụ Nữ xã Văn Bình gây dựng cái phong trào này, chúng tôi rất là ủng hộ, rất là hưởng ứng nhiệt tình. Hoạt động thu gom phế liệu gây quỹ an sinh xã hội của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Văn Bình đã và đang mang lại ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp cho các hội viên khó khăn mà còn góp phần hạn chế lượng rác thải ra ngoài môi trường. Ngoài hoạt động trên thì Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Văn Bình còn nuôi heo tiết kiệm để lấy số tiền đó tặng quà cho hội viên hoặc tặng quà cho các trẻ em mồ côi, trẻ em là con của hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày mà chương trình của bên phụ nữ xã gây lên cái quỹ thì tôi thấy rất là có ý nghĩa cho tất cả chị em phụ nữ chúng ta nói chung và chị em phụ nữ của xã Văn Bình chúng tôi nói riêng. Với nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thì tấm thẻ bảo hiểm y tế thực sự có một ý nghĩa thiết thực, tạo thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn.